Với Light Text, bạn có thể tương tác với văn bản xuất hiện trong ảnh. Đây là cách. Trong ảnh có văn bản, hãy nhấn vào Light Text ở góc dưới cùng bên phải của ảnh để đánh dấu văn bản có sẵn, hoặc bạn có thể chạm và giữ văn bản trong ảnh. Bây giờ, bạn có thể tương tác với văn bản trong hình ảnh như sao chép hoặc nhấn vào bất kỳ liên kết nào xuất hiện. Chẳng hạn như nếu bạn đang nhấn vào một địa chỉ email, nó sẽ mở ra một thông báo email mới đến địa chỉ đó. Tương tác với văn bản trong ảnh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng iPhone của mình, hãy đăng ký kênh YouTube Top Zone hoặc bấm vào video khác để tiếp tục theo dõi.